Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Hôm trước thì chúng ta đã được chứng kiến top 5 pha phế hậu điên rồ nhất mọi thời đại với những màn tấn công đẹp mắt của vua cờ Manukasen, Mikhail Tan, Hikaru Nakamura hay Vasily Ivanchuk. Theo yêu cầu của một số fan hâm mộ, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với 5 pha khí hậu kinh hoàng của kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Nghiêm nhé. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký và nhấp vào hình cái chuông để nhận thông báo xem những tuyệt chiêu hay nhất. Đừng quên để lại một like để ủng hộ và động viên admin nhé. Và không để các bạn phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng đến với pha thí hậu đầu tiên trong trận đấu đôi công giữa Quang Liêm và siêu đại kiện tướng Samuel Sucklen tại giải cờ vua siêu hạng Nam Châu năm 2018. Sau khi đen mắc sai lầm, lùi hậu về B4, định bắt con tốt ở F4, trắng đã bất ngờ nhảy mã G4, tung đòn tấn công mở bắt xe. Trường hợp mà đen ăn xe E2 thì trắng sẽ mẩy mã H6 chiếu. Đen chạy vua H8 thì trắng sẽ ăn hậu vào F8 và chiếu hết đen sau một nước nữa. Do đó thì đen đành bỏ xe để tiêu diệt con mã G4. Trắng ăn xe vào E8, đen qua xe F7 tấn công hậu. Trắng chạy hậu sang E6, đen thúc tốt xuống C4, mở đường cho hậu bảo vệ cánh vua và tạo ra một con tốt thông nguy hiểm ở cột C. Trắng qua xe F1, đen tiếp tục tiến tốt xuống C3, trắng đẩy tốt F5, đột phá mở cột F cho xe ở nhà tham chiến. Đen chạy vua lên G7, tránh đòn giằng để mã rảnh tay có thể tấn công hậu. Không chậm trễ, trắng tiến tốt xuống F6 chiếu. Đen núm cuống chạy vua về G8, thế nhưng lại tạo ra một trong những đòn thí hậu hay nhất trong sự nghiệp của Quang Nghiêm. Anh bất ngờ lao hậu xuống E7, phế hậu để chia cắt quân chủ lực của đen với cánh vua, đe dọa ăn xe F8 chiếu, buộc đen phải ăn xe với F8, khi đó trắng sẽ qua hậu G7 chiếu hết. Trường hợp mà đen ăn xe sang E7 thì trắng sẽ ăn tốt xuống E7, tấn công mã. Đen chạy mã lên G7, tránh đường giằng thì trắng sẽ ăn tốt xuống F8 phong hậu. Đen ăn hậu với F8 thì trắng sẽ ăn xe sang F8 và trắng sẽ thắng dễ dàng khi ăn hẳn hai con xe. Còn nếu mà đen ăn hậu với E7 để phá thế thì cũng không khả dĩ hơn khi bị tốt trắng ăn xuống E7, đe dọa ăn F8 phong hậu. Đen ăn xe với F1 thì trắng sẽ ăn tượng với F1. Nên ăn tượng lên D5 chiếu thì trắng sẽ chạy vua sang G1. Nên lên vua F7 thì trắng sẽ ăn tốt vào F8 phong hậu chiếu hết. Pha thí hậu thứ hai là pha thí hậu thiên tài của Quang Liêm trong trận đấu với kỳ thủ từng hai lần vô địch World Cup Levon Aronian. Hai bên triển khai thế trận đuôi công rất là quyết liệt. Aronian thậm chí còn hy sinh mã để dồn ép vua Quang Liêm phải chạy lông nhông khắp bàn cờ. Đen đẩy tốt F5 tấn công tượng. Trắng chạy tượng xuống C6, bịt cột mở C lại khiến cho tốt đen mất đi một trợ thủ đắc lực từ phía sau. Tuy vậy thì đen vẫn thúc tốt tiến xuống C3, tạo ra mũi tấn công mới. Trắng qua hậu G5, đe dọa thọc xe xuống D8 chiếu hết. Đen qua xe F8 co cụm lại để phòng thủ. Thế nhưng lại không thể ngăn cản được xe trắng lao xuống D8. Đen lùi hậu về B4, lợi dụng tem chiếu để tử thủ. Trắng nhảy mã lên D4 che, đe dọa sẽ đuổi xe F8, buộc hậu đen phải ăn về và sẽ chém thêm con tượng ở E6. Đen chạy tượng về D7, cố gắng cầm cự. Và với bản năng sát thủ khiến cả thế giới phải run sợ, Liêm lạnh lùng lao hậu xuống G8, tung đòn thí hậu thiên tài, buộc đen phải ăn xe sang G8 để cứu nét. Và trắng nhanh chóng ăn xe vào G8, chiếu hết trong sự bàng hoàng của đen. Pha thí hậu thứ 3 xuất hiện trong trận đấu giữa Quang Liêm và kỳ thủ Ali Hussein tại Olympic cờ vua thế giới năm 2018. Sau khi đen qua xe C1, tung đòn tấn công hậu, Quang Liêm chẳng những không thèm chạy mà còn thẳng tay phế hậu vào xe. What? Tưởng ngon, trắng ăn tượng về C1. Đen ăn xe vào C1 chiếu, trắng chạy vua lên G2, đen lùi xe về C2 tấn công tượng và đe dọa sẽ nhảy mã E3 chiếu bắt hậu.
Tình thế này buộc trắng phải ăn tượng vào D5, tiêu diệt quân mã ở trung tâm. Nên ăn tốt lên D5. Trắng qua xe A4 tấn công xe và tìm cách ngăn chặn tốt đen xuống phong hậu. Nên tiếp tục bỏ xe để tiến tốt xuống A2. Trắng ăn hậu lên A5. Lúc này thì hậu trắng buộc phải đứng ở cột A để ngăn chặn tốt đen xuống phong hậu. Trong khi vua đen lại vô cùng kín kẽ, không có cửa cho trắng tấn công. Không chậm trễ, đen thúc thúc tiến xuống D4, mở thêm một mũi tiến công mới. Trắng luống cuống lùi hậu với A4, đen tiếp tục ủi tốt xuống D3. Một hậu thì không thể phân thân ra để cản hai tốt. Trắng bèn tiến vua lên F3, tìm cách đưa vua sang để ngăn chặn. Đen điềm nhiên qua xe B2, tránh khỏi tầm ngắm của hậu trắng. Trắng sang vua E3 áp sát tốt D. Đen đẩy tốt xuống D2. Trắng lùi vua về E2, bảo vệ điểm D1. Thế nhưng không còn kịp nữa, Liêm lệnh lùng lao xe xuống B1, bảo kê hai tốt tiến xuống phong hậu. Rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch, trắng đành đầu hàng, vì nếu ăn có tốt A2 thì sẽ bị đen đẩy tốt D1 phong hậu chiếu. Còn nếu mà ăn tốt D2 thì đen cũng đẩy tốt A1 phong hậu. Pha thí hậu thứ tư là pha thí hậu rất quyết đoán của Quang Liêm trong trận đấu với đại kiện tướng Ganguly tại giải cờ vua đồng nội May G năm 2007. Hai bên sử dụng trận Naidoc trong khai cuộc Sicilia để quyết đấu. Đen triển khai mã lên F6 tham chiến. Thế đen từ bỏ vị trí phòng ngự, trắng lập tức lao xe xuống G7, chuẩn bị đưa hậu sang G2, đe dọa ăn H7, giải phóng ô cho hậu vào G7 chiếu hết. Thế nhưng trắng đã vấp phải đòn phản công dữ dội của đen, mở màn bằng nước thí hậu vào D4. Tưởng ngon, trắng ăn xe lên D4 mồm kêu: mình xin. Đen ăn xe sang D4, đe dọa ăn tốt, quét sạch tốt trung tâm của đối thủ. Lúc này thì hậu trắng phải đứng bảo vệ ô D1 nên không thể di chuyển sang mặt trận cánh vua. Do đó trắng đã đưa tượng lên G2 để bảo vệ tốt. Nước đi này đã hoàn toàn nằm trong sự tính toán của Quang Liêm. Không chậm trễ, đen tung mã vào D3, đe dọa thọc xe xuống C1 chiếu hết. Bị tấn công dồn dập, trắng luống cuống lên hậu E3 để phòng thủ. Đen mạnh mẽ lao xe xuống C1 chiếu. Trắng ăn hậu về C1. Đen ăn mã vào C1. Ở đây trường hợp mà trắng ăn vua sang C1 thì đen sẽ lùi tượng với F8 bắt xe. Trắng ăn xe sang F7 tấn công đôi mã và tượng, thì đen sẽ ăn tượng lên H6 chiếu. Trắng chạy vua vào B1 thì đen sẽ xuống xe D1 chiếu hết ngay. Do đó thì trắng không dám mạo hiểm ăn mã và đành phải lên tượng F3 để cố gắng cầm cự. Thấy trắng vẫn còn chầy cối chơi khi mà bị kém quân, đen chạy mã về D3 thầm nghĩ: thôi hàng đi cho em, đánh đấm cái gì nữa. Trắng ăn xe sang F7, cố gắng gỡ gạc. Không chậm trễ, đen lùi mã về E5, tung đòn tấn công đôi nhằm vào xe và tượng. Mất thêm một quân chay nữa, trắng vội vã đầu hàng để tránh khỏi bị ăn hành. Pha phế hậu thứ 5 là pha phế hậu mang đậm phong cách của Quang Liêm trong trận đấu với đại kiện tướng Giang Dông tại giải cờ vua Minsport năm 2008. Sau khi đen đẩy tốt G5, phát động chiến dịch tấn công cánh vua, Quang Liêm đã quyết định mạo hiểm ăn mã vào tốt F5. Đen ăn tượng lên F5, trắng ăn hậu lên F5. Thấy trắng sập bẫy, đen mừng rỡ phi mã lên E4, tung đòn tấn công mở nhằm vào hậu trắng. Đen cho rằng trắng sẽ phải chạy hậu về G4, và khi đó đen sẽ ăn mã vào F2 tấn công đôi, khiến cho trắng sẽ phải mất xe. Tuy nhiên thì đại kiện tướng Giang Dông đã không thể ngờ được rằng Liêm dám cả gan ăn tượng vào mã E4, thí hậu mời đen xơi. Tưởng ngon, đen nhanh chóng ăn hậu lên F5 mồm kêu: mình xin. Không hề nao núng, trắng ăn tượng lên F5 tấn công xe. Chúng ta cùng chờ xem xe, tượng và tốt có chống lại được sức mạnh của hậu hay không. Nên chạy xe qua A8, trắng đưa tượng lên A3
đe dọa thủ tiêu quân Mã đang chiếm đóng ở cứ điểm C5. Nên quay hậu F8 tấn công tượng. Trắng chạy tượng về G4. Nên lên tượng E5 thiết lập lá chắn ở trung tâm. Trắng lập tức đổi tượng vào mã C5. Đen ăn tốt lên C5. Tiêu diệt được quân mã mạnh của đen. Trắng ung dung tung mã lên E4. Uy hiếp các điểm yếu C5 và G5. Bị tấn công dồn dập, cả hai tốt cùng một lúc. Đen không còn cách nào khác để bảo vệ, đành sang vua H8 để phòng trắng bất ngờ phi tượng E6 chiếu. Nếu mà dây giờ trắng ăn tốt G5 thì đen sẽ qua hậu G7 bắt mã. Trắng để tốt F4 giữ mã và đổi tượng, đen sẽ lên tượng D4 chiếu. Trắng lên vua G2 thì đen sẽ đẩy tốt H6 và trắng sẽ bị mất quân chay. Do đó thì trắng quyết định ăn tốt C5, tấn công tốt B7 và đe dọa mã xuống D7 tấn công đôi hậu và tượng. Đen đùi tượng về D6 để giữ trận. Trường hợp mà trắng ham ăn tốt B7 thì đen sẽ đẩy tốt C5. Trắng đẩy tốt E4 thì đen sẽ lên xe A7. Trắng ăn mã vào D6 thì đen sẽ ăn tốt lên D6 và thế cờ sẽ tương đối là cân bằng. Trở lại với ván cờ thực chiến, trắng đã chơi một nước rất cao là nhảy mã xuống E6 bắt hậu để lợi tem ra đòn tấn công. Nên sách hậu chạy lên F6. Không chậm trễ, trắng thúc tốt tràn sang C5 tấn công tượng. Nên chạy tượng lên E5. Thừa thế xông lên, trắng tiến tốt xuống D6, tạo thành con tốt thông ở cột D rất là nguy hiểm. Đen ăn tốt lên D6, trắng ăn tốt lên D6. Với sự bảo kê của xe ở phía sau và đặc biệt là quân mã ở E6, tốt trắng đã sẵn sàng lao xuống D8 phong hậu, trong khi đen hầu như không có phương án khả thi nào để ngăn cản. Bí nước, đen điều lĩnh đẩy tốt H5 tấn công tượng. Mặc kệ, trắng vẫn đẩy tốt xuống D7 chuẩn bị phong cấp. Không còn đường lùi, đen liều mạng ăn tượng G4. Trắng tiếp tục tiến tốt xuống D8 phong hậu. Đen buộc phải ăn xe sang D8. Trắng ăn xe xuống D8 chiếu. Đen chạy vua lên H7. Trắng giật xe về D7 chiếu. Đen chạy vua lên G6. Trắng lùi mã về C5. Đen phi tượng lên D4 tấn công mã C5 và nhắm vào điểm yếu F2 của trắng. Trắng chạy mã về D3 bảo vệ tốt F2. Nên đẩy tốt B6. Trắng đẩy tốt E3 đuổi tượng. Nên chạy tượng xuống A1. Trắng bình xe sang D1. Chồng xe trên cột D. Chờ di chuyển mã đi chỗ khác rồi sẽ thọc xe xuống D6. Nên lúng cuống chạy vua lên H5. Trắng theo kế hoạch lùi mã về E1. Chuẩn bị lao xe xuống D6. Nên lùi tượng về E5. Cố gắng phòng thủ ô D6. Thế nhưng trắng lại thọc xe xuống D8, nên lùi hậu với E7, tìm cách di chuyển sang cánh hậu để bắt tốt, rồi sẽ ủn các tốt tiến xuống phong cấp. Trắng lao xe xuống D7 bắt hậu, nên phi hậu vào A3 bắt tốt. Tuy nhiên nước đi này khiến cho hậu bị lạc sang cánh hậu, không thể lùi về để bảo vệ cho vua. Không chậm trễ, trắng nhảy mã lên D3 tấn công tượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ hai ô trọng yếu là H8 và D6. Nên lúng cuống chạy tượng xuống C3, cố gắng bảo vệ ô H8. Trắng qua xe G8, khóa chặt đường chạy của vua đen, đe dọa sẽ chiếu hết ở H7. Đen buộc phải lùi vua về H6. Quang Liêm tỏ ra rất tinh quái khi lại đảo xe qua C8, đe dọa ăn tốt C6 chiếu bắt tượng. Nước cờ sát thủ này của Quang Liêm khiến cho đại kiện tướng Giang Dông toát mồ hôi hột. Ở đây mà đen chạy tượng xuống A1 thì trắng sẽ ăn xe với E6 chiếu. Đen chạy vua lên H5 thì trắng sẽ qua xe H7 chiếu hết. Còn trường hợp mà đen qua vua G6 để tìm đường thoát thân thì trắng vẫn sẽ ăn xe vào C6 chiếu. Đen chạy vua lên F5 thì trắng sẽ ăn tượng C3 và cờ đen cũng sẽ nguy cấp khi mà một hậu khó có thể chống đỡ song xe và mã của trắng. Trước tình huống hiểm nghèo này, đen đành phải lùi tượng với F6, dựng thành lá chắn để che chắn cho vua. Trắng ăn tốt lên C6, tung đòn giằng tấn công tượng F6. Đen qua vua bảo vệ tượng. Trắng tiếp tục lùi xe về D6,
trồng xe hàng 6 để tận dụng đòn giằng bắt chết con tượng của đen. Đen liều mạng ăn tốt A2, chỉ chờ có thế, trắng lập tức ăn xe và F6 chiếu. Đen chạy vua về G7. Đến đây thì với bản năng sát thủ khiến cả thế giới phải run sợ, Liêm lạnh lùng qua xe D6, tạo thành thế chiếu hết của cặp xe, khiến cho đại kiện tướng Giang Dông phải đầu hàng ngay lập tức. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên like để chia sẻ và động viên admin nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.